Xin kính chào quý cô bác và anh chị em. Thì hôm nay Thích Lang Thang mình đi đến thăm hoàn cảnh rất là khó khăn của ông bà cụ lớn tuổi, sống neo đơn trên một cái căn nhà trống trước vách sau. Thì video này qua giới thiệu của em Nghĩa công của miền Tây, thì có một chị ở chị Quanh Hồ ở Lưng Đôn, nước Anh đã gửi cho mình 1 triệu để nhờ mua nhu yếu phẩm, còn dư bao nhiêu tiền sẽ gửi cho ông bà cụ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay mình đi đến đây để thăm và trao quà cho ông. Mời mọi người theo mình và em Nghĩa đi vào thăm ông bà cụ nha. Dạ, con chào bà. Dạ, con chào ông. Dạ, cho phép con bước qua cái võng, con đi qua đây kìa. Dạ. Ừ, con cho con để cái bột gạo trên đây đi, nặng quá. Dạ, anh chào ông ạ. Dạ, để cái đó lên đi Nghĩa. Đây là cái phần quà của ai em? Dạ, vậy nè ông ơi. Rớt cái mông. Lúc trước á thì em Nghĩa đó có đến đây một lần đã giúp đỡ cho ông bà, rồi review lên YouTube thì có Mạnh Thường Quân đã xem thấy tội nghiệp hoàn cảnh của ông bà đó. Thì có một cái chị này ở bên Anh, đó là chị Quanh Hồ đã gửi 1 triệu cho con, nhờ con mua gạo và nhu yếu phẩm để gửi cho ông cụ, rồi còn dư bao nhiêu tiền đó thì gửi cho ông luôn. Dạ, thì con mua đường bột ngọt với gạo không là 245.000, thì còn lại là 755.000. Dạ, đây con gửi cho ông bà cụ luôn. Mang ơn nhiều lắm cụ. Dạ, gửi cho ông bao gạo nè cụ, cho con gửi luôn. Dạ, gửi gạo cho ông bà cụ luôn ha anh. Có Mạnh Thường Quân gửi gạo nữa nè. Tháng nào cũng gửi hay gì anh? Không, như là nào ngay có dịch lại lớn kia cho gầm lớn nha. Dạ, cũng có gầm. Dạ, ông bà hoàn cảnh khó khăn ở đây ha. Dạ, đúng rồi. Dạ, tại hôm trước em cũng có đến quay tìm hiểu hoàn cảnh ông bà. Hôm nay cũng có người gửi gạo với ít tiền với nhu yếu phẩm cho ông bà em đến đây. Dạ. Hôm nay gầm tháng giêng gầm lớn mình đi là cũng cảm ơn anh nhiều lắm, tại ông bà cụ thì tình ông bà đang khó khăn ha. Nên cũng cảm ơn mấy anh nhiều ha. Dạ, anh ở đây gần đó, có dịp gầm hay dịp mấy dịp nào anh cũng gửi gạo đồ cho ông bà cụ á anh. Dạ, đúng đó. Rồi cảm ơn anh luôn. Dạ. Dạ ông đếm tiền lại giùm con đi, ở đây là còn lại 755.000 đó ông. Dạ. Con mua cái này là 245.000. Mấy chú có nói gì đâu. Dạ. Mấy chú còn giúp đỡ. Đây mình đếm cho nó chính xác để Mạnh Thường Quân người ta gửi á, thì có khi mình giao không hết cũng kỳ, chú đếm ông đếm lại giùm đi ha. Dạ. Không sao. Dạ cho con hỏi nha ông, tại vì con mới ghé lần đầu à, con cũng chưa hiểu. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi. Dạ ông 85. Còn bà? Tuổi giấy còn dạ. Tuổi thiệt là 80. Tuổi thiệt 80. Vậy còn bà nhiêu tuổi bà? Bà 74. Dạ 74. Bảy chú Hợi, tôi chú Sĩ. Tôi dạ. Dường như là bà không, là không thấy đường nữa. Dạ dường như là bà không thấy đường hả bà? Dạ. Không thấy đường gì trơn á. Dạ con đây. Bác ơn chú. Dạ có chị Quanh Hồ ở bên Lưng Đôn ở Anh á đã gửi 1 triệu cho con để mua nhu yếu phẩm, rồi còn dư bao nhiêu gửi thì con đã thực hiện đúng. Dạ. Dạ chị Quanh Hồ. Bác ơn nhiều dữ lắm. Gửi ít tiền cho ông bà xài để dành mua đồ ăn hay là mua gì cần thiết để mình vật dụng mình á. Dạ mang ơn nhiều dữ lắm mà. Dạ. Con cũng xin cảm ơn chị Vinh Hồ luôn đã giúp đỡ ông bà cụ. Dạ đây là ngôi nhà ngày xưa tới giờ hay gì ông? Rồi chữ sập đỏ ở sau tôi về cắt. Dạ chị cắt chắc cũng lâu rồi ạ, con thấy. Dạ chị cắt cũng lâu rồi. Đồ đạc thấy cũng tùm nè. Dạ cho con phép con đi xem cái nha ông. Đi, đi dạ. Cái nhà sau này không có gì hết trơn, đựng đồ như kho. Không có cái vách chết luôn à. Nhà không có cửa à?
À, cái ngôi nhà không 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 không, không có nhà, không có cửa. Ừ. Ủa, cô sao? Dạ. Đồ đạc thì mình để gì ha? Con thấy nước tương với mắm dầu người ta cho ông bà cũng nhiều ha. Dạ. Cũng còn nhiều nè. Cho nhiều lần. Dạ. Mình ăn. Dạ. Đồ đạc mình sao để ấy, mình dọn lên bớt cho ngăn nắp. Tại ông bà cũng lớn tuổi rồi, bà không thấy đường nữa, bởi vì đâu có dọn được. Ba cái vật dụng này mình còn xài không không? Rồi cái keo cũng còn còn xài đồ cổ á, mấy cái nồi đất kìa. Dạ, con nồi đất đâu nồi đất. Đồ cổ á. Còn xài cái nồi bự, nồi nhỏ, nước. Dạ. Rồi mấy cái ca này, ông thấy mấy ca này dính bụi mình còn xài hay không? Nó có xài mình rửa. Vậy hả? Ừ. Dạ, để hôm nào có rảnh anh em con lại dọn dẹp căn nhà giùm ông được không? Thôi được rồi. Lại dọn dẹp cho sạch sẽ đồ. Con thấy đồ đạc để lung tung, cái nào mình không cần thiết thì mình có thể gom lại, hoặc là mình bỏ, hay là mình bán da chai đồ mũ á, cho nó gọn cái nhà mình sạch. Chứ để như vậy con thấy nó bừa bộn á. Ủa, mấy đứa con cháu rồi nó cho đồ á, rồi ăn còn rỡ nó chưa lấy gì đó. Nhưng mà đồ đạc con thấy nó cũng lung tung quá. Hôm nào rảnh có dịp, anh em con có dịp rảnh rồi con cũng một số bạn đến đây rồi dọn dùm cái căn nhà cho ông bà ha. Mang ơn dữ lắm. Dạ. Thôi được, để tôi về. Dạ. Tôi cũng dọn bớt mà trời cho nó lấy ba đồ của nó. Tại ông thấy sợ lớn tuổi, ông mệt, ông dọn không được á. Nếu mà hôm nào để, hôm nào có dịp rảnh đi rồi, con cũng hay thường xuyên lên trên cái thanh bình này lắm. Dạ. Con với anh Hớn đây sẽ dọn dẹp giúp ông một bữa. Dạ, ông cho con hỏi coi ông có mấy người con không? Tôi 9 đứa con. Trời ơi, 9 người con. Ừ. Rồi hiện tại mấy người con có khá giả gì không? Nó khá ở xa mà. 9 người con mà bây giờ ông bà chỉ sống thui thủi có hai ông bà. Chưa biết hoàn cảnh tôi đâu mấy chú ơi. Tôi bây giờ đã đời nó rước tôi về ngoài ở không? Còn không ở. À, ở đây tôi chết chịu nữa ai. Cô bác anh em mà có dạ. chôn tôi sâu quá rồi. Dạ sao ba? Sao bà xúc động bà? Tôi muốn quặn mình vậy nè. Là con mà bây giờ là có con là rước ông bà về ở mà ông bà không ở. Ờ. Ở được gì được, cũng được đâu chú ơi. Con tôi bỏ cách nói nó ngay rồi. Dạ. Cách nói bỏ hoài cũng bỏ tôi bỏ rồi. Trong người ông bây giờ. Dạ rồi con. Rồi tôi thấy mà nó là tôi không nghe chuyện gì ai nói tôi. Dạ. Vậy là ông với bà chấp nói sau này. Rồi chắc con không chấp nhận hả không? Chấp nhận chứ, nhưng mà nói chấp nhận làm những đời đúng. Ở bà này cũng nghèo, tôi cũng khổ rồi thôi giờ sống. Dạ. Thôi một sống nhau. Dạ, vậy ăn sáng ngày mình có nấu cơm vậy ăn. Đó, bà cho con hỏi, bà không thấy đường là bao nhiêu lâu năm rồi bà? Cũng là tôi mù năm nay là bao lâu á ông? Vậy là mù lâu lắm rồi. Mù lâu lắm rồi cái đường. Dạ. Họ phải thấy đường cũng đỡ khổ. Dạ. Vậy là bà không thấy đường cũng lâu năm lắm rồi. Dạ. Dạ. Lâu. Chỗ mình ổn chưa? Ông bây giờ là mình cũng hơi yếu, mình ở nhà đâu có làm gì được. Cũng mọi người lạc giặc bày bại vậy đâu có mọi người. Ủa vậy ông hiện tại ông mặn gì mình để kiếm tiền không? Ừ. Ông mặn gì? Mặn có chủ già hàng tháng lãnh bả tài quyền ở nhà nước cho được một tháng vậy hiện 1,215,000. Dạ, vậy hiện tại ông bà là sống nhờ vào cái tiền lớn tuổi với kiếm tặc ha. Dạ. Với Mạnh Thường Quân. Con thấy thì trên giường của ông thì cũng có dầu với nước mắm, nước tương cũng nhiều nè, ông xài chưa hết nữa. Dạ, thì ráng xài đừng hà tiện nha ông bà. Để hà tiện mình để lâu nhất nó hư đó. Cứ lấy xài đi. Hết thì bà con cô bác cho nữa.
ông để con thấy bụi lắm nhiều quá, nên sợ nó hạn á. Đâu bị hoài rồi nó bay vô không à? Dạ. Chán không gì nữa. Cái nhà mình gần mấy lộ này hay không? Quá bụi luôn. Đông bụi quá trời luôn. Đây nè mọi người, cái nhà gần mấy lộ mà cái đường lộ nhỏ đắt nó chạy xe chạy bụi mà. Nhà của ông bà không có cửa trước. Nhà trống lỏng. Trống lỏng. Mình nấu cơm bằng lò củi hả bà? Dạ, con thấy cái lò củi ngoài trước nè, trước cửa nhà luôn nè. Nhà có bị dột gì không ông? Còn. Không phải dột ở gì đâu. À, con thấy máy thép cũng còn nguyên, chỉ có mình không có cửa trước chứ nghe không đâu thôi. Không có cửa trước thôi. Không có cửa. Đấy, mình nghèo khổ ai lấy gì? Không ở đây cái mùng chỉ cho mệt lên cho nó. Chống nóng mà. Nóng nó không bụi không? Không có bụi vậy hả? Sao bụi lên cái mụn nha. Bụi. Dạ tối vậy là ông bà ngủ trên cái mụn này. Dạ thì mình khỏi cuốn mụn luôn để cho nó khỏe, thì qua bữa sau mình khỏi văng ha. Cái này bao gạo hay gì không? Thức ăn. Thức ăn, nuôi gà vịt hay gì không? Nuôi bàn cái với sông. À cái với sông. Ờ ông còn nuôi được là hay lắm rồi đó, khỏe phắn lắm mà. Nuôi vậy bà bỏ phí rồi. Dạ ông nuôi cá gì ông? Cá tai tượng. Cá tai tượng. Nuôi để dành bắt lên mình ăn, khỏi mua đồ ăn. Dạ ông nuôi tới thu hoạch chưa? Chưa, cũng gần bán rồi, hết tháng này bán. Dạ. Bán bảy ít, nuôi mấy trăm con à. Dạ. Không biết giờ còn nhiêu. Con thấy rẻ, mai mốt mình không thôi mình sắp xếp mình rủ đứa kia nó đi qua dọn dẹp cái nhà này cho ông bà cho sạch sẽ. Chứ con tại vì đồ đạc gì để nè bụi nó bám dữ lắm. Dạ. Ủa cho ông như vậy con thấy chắc trời mưa mùa mưa chắc nó tạt dữ lắm. Giờ này mùa nắng nó tạt ha. Ủa cho con hỏi coi, vậy là ông chính người con mà không có một người con nào gần ở đây hết trơn không? Có không? Có ông ngoại ạ. Ông ngoại dưới ở đi mần ở thành phố. Dạ, có thường về đây thăm ông bà không? Cũng có, ít. Ít ha. Ừ. Cũng lo được phần nào không không? Cũng gửi tiền với đồ. Có khi nó có cho vô thăm cho 50, 100, 200. À. Cũng có cho vậy. Dạ. Lâu lâu cũng gửi ít tiền cho ông bà xài ha. Dạ. Vài trăm ha. Dạ. Ủa con thấy ông có lưới nữa kìa, vậy là ông văn lưới bắt cá nữa. Lưới trong lưới văn cá lồng tông. Đây, lưới này lưới văn cá lồng tông. Có ông bà nhà hả, con cái cũng vậy không? Con cái không biết nó hỏi ông Phương đúng nhớ không? Dạ, bây giờ bà quên rồi. Bà đâu có nhớ, còn chỉ nhớ, bà quên, bà hỏi hoài à. Bà nói. Bà nói trùm lum tà la bà không có. Đây hồi đó bà mổ đầu lúc đó ừ. Nói rồi quên rồi. Dạ. Con thấy cái đường lộ nó bụi dữ lắm đó không? Phải có mạng cái đồ ông che để nằm nghỉ trưa. Ừ. Sáng cái đồ. Chứ con thấy quá trời bụi. Bụi dữ lắm. Giá 1 triệu chứ sao? Nãy phải ông bà ngồi dạ. Ngon quá. Dạ vậy dạ. Vậy ông bà sáng giờ ăn cơm nước gì chưa? Chưa ăn. Chưa có ăn. Con thấy có người ta gửi cho hai bột bún hay gì không? À, ta cho. Chưa chút ăn, ăn sớm không? Không được. Dạ, bà quá xúc động rồi, bà khóc hoài. Dạ. Bụi bông bần cái lắm. Ông bà ơi. Thôi kệ cái gì nó qua rồi thôi bà ơi. À, bây giờ cũng lớn tuổi thì ông cụ đó thì bươn chải nuôi cá đồ kiếm thêm chút ít, còn ví dụ Mạnh Thường Quân á, ta thấy đáng thương, con thấy người ta cũng sát dạo rất dạ. Ngọt cho đó dạ. Dạ thì thôi mình cũng gắng sống để có sức khỏe, bà đừng có buồn vậy, bà buồn quá mệt thêm nữa bệnh đó dạ. Mình tuổi muôn bận mình dạ. Con thấy cái ngôi nhà xót xa thiệt, thấy bụi bặm rồi dạ. Bay vô đây rồi ông bà lộ mấy ông chưa mặn lộ dạ ông qua mình điện nước ở đây mình xài là vô riêng nhà mình hả không hả? Điện nước á
nước có thằng Út ở ngoài Đồng Nai nó về nó vô cây nước đó. Dạ. Vô cho cây nước. Cho hàng tháng mình có đóng tiền không? Hả? Hàng tháng mình có đóng tiền không? Sao tôi xài ít rồi mấy ông không thấy không lấy thu có à chắc con nghĩ là chắc thấy đáng thương không bà rồi có bao nhiêu không nhiêu tiền không lấy luôn đó dạ có thể là 50.000 người ta xức ra luôn chắc vậy đó dạ mang ơn gì tại ông bà cũng đâu có còn sức lao động nữa đâu sống thì nhờ mạnh thường quân có giấy hộ giấy hộ nghèo có giấy hộ nghèo nó cũng đỡ khổ dạ vậy thôi con đến đây cũng thăm ông bà thì cũng biết được hoàn cảnh rồi. Dạ. Con hôm nay đến đây là để gửi tiền cho chị Quanh Hồ ở Lân Đôn Anh. Thì con đã trao theo sự ủng hộ của chị Quanh Hồ. Dạ. Con cũng chúc cho ông bà luôn luôn mạnh khỏe. Dạ. Vạn sự như ý. Dạ. Sống lâu trăm tuổi. Dạ. Còn cái dịp sau để mấy con sắp xếp thời gian rảnh, mấy con sẽ đến ngôi nhà của ông bà để mấy con dọn dẹp sắp xếp đồ lại cho nó gọn gàng lại ha ông. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú mà. Dạ. Rồi xin phép con chào con đi nha ông bà. Dạ. Dạ dạ. Nha. Dạ dạ không có sao không có gì. Lắm. Dạ. Bây giờ giúp này là đúng giúp luôn đó. Đúng không ạ? Đây là cái ngôi nhà của ông bà cụ chống trước chống ngăn hông qua đồ luôn. Thôi để mình vô mình trò chuyện với ông lại cái. Dạ ông ơi. Dạ. Vậy nè, con thấy con đi ra con thấy cái nhà ông trống như gì con thấy tội nghiệp xót xa cho ông bà quá, bụi bặm cái đồ bề lỗ nó bay vô đây dơ quá. Đúng rồi đó. Để con gặp được mấy anh em của con á, có điều kiện hoặc là Mạnh Thường Quân á. Dạ. Con sẽ vận động để mua tôn hoặc là bách bằng cây gì đó. Dạ. Con rủ em Nghĩa mấy em bên YouTube á. Đi đến đây sẽ hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho bà. Đúng rồi, rồi dữ lắm. Sẽ làm cái cửa nhà hoặc trách nhà cho ông bà được không? Dạ. Được vậy nha. Ơn dữ lắm, đậu ơn. Dạ, dữ tại lắm. Con đi ra con thấy cái đường lộ với bụi nó bay vô trống dạ, như thế này. Đúng rồi đó. Dạ, để con với em Nghĩa công gửi miền Tây sẽ vận động mấy anh em bạn bè rồi cái gom tiền lại sẽ mua đồ ở đâu sẽ làm trách nhà và dọn dẹp lại nhà giúp cửa cho ông bà. Mang ơn nhiều dữ lắm, đậu dạ. Ơn. Dạ, vậy thôi con nha. Con xin phép con đi nha ông bà. À. Dạ. Dạ con cảm ơn. Con tính đi về rồi con ra con thấy con nhớ lại cái này. À. Dạ. Con xin chào. Quay tiếp. Mình xài nước ngoài đây không bà? Dạ. Nước sông á. Chưa có con tên nữa gì mà. Anh nhà gần ở đây ha anh. Dạ.